buổi công bố cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của dàn người đẹp như Kỳ Duyên, Đỗ Mỹ Linh, Huyền My. Tất cả các người đẹp và khách mời đều diện áo dài truyền thống, trong đó có nhiều thiết kế do nhà thiết kế Ngô Nhật Huy đảm nhiệm. Anh từng có nhiều năm đảm nhận vai trò thiết kế áo dài cho các cuộc thi như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu biển toàn cầu. Đây là năm thứ ba liên tiếp anh được ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lựa chọn trở thành nhà thiết kế áo dài cho các thí sinh. Áo dài nó khác những cái trang phục khác là áo dài nó vừa kín đáo vừa ấy ấp nhưng mà nó rất là gợi cảm. Tại vì áo dài nó mặc làm cho người ôm khít cơ thể người phụ nữ, làm cho nhiều người nhìn vào người phụ nữ có một cái gì đó rất là quý phái và sang trọng. Khi tôi thiết kế áo dài tôi vẫn giữ nguyên tà áo dài, dù tôi có cách tân ở đuôi hay là tất cả các kiểu cổ hay tay nhưng đặc biệt tà áo tôi vẫn là giữ nguyên. Như bộ áo dài của Huyền My tôi thiết kế cho Miss Trend thì tôi vẫn giữ nguyên tà áo dài, đưa vào đó là những cái họa tiết cung đình để tôn vinh. Khi nhìn vào người ta vẫn nghĩ ngay đó là trang phục áo dài của Việt Nam. Ngô Nhật Huy từng thiết kế bộ áo tứ thân dành cho Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh tham gia cuộc thi Miss World Hoa hậu Thế giới 2017 tại Trung Quốc. Riêng về bộ trang phục của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thì đó là một bộ áo dài tứ thân và đội nón quai thao. Thì tôi cũng lấy ý tưởng từ chiếc áo dài tứ thân để tôi cách điệu lên từ những cái dải yếm để khi Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thể hiện trong cái phần thi tài năng. Khi hoa hậu múa thì những cái tà áo và những cái dải lụa nó bay và nó tạo cái cảm giác rất là nhẹ nhàng và bay bổng. Bộ áo dài anh thiết kế cho Huyền My tại Miss Grand International cũng lọt vào top 2. Khi thiết kế xong cái bộ trang phục đấy thì cân nặng thì nó là rơi vào tầm 25 đến gần 25-26 kg. Tôi nhớ không lầm, riêng chiếc mấn mà dành cho Huyền My đội thì lúc đấy Huyền My đội khi tôi thử thì chiếc mấn nó quá nặng, thành ra tôi phải bỏ đi những cái họa tiết, mặc dù tôi rất là thích và rất là tiếc nhưng mà tôi cũng đành phải bỏ đi để cho Huyền My nó sẽ nhẹ hơn khi đội chiếc mấn nó vào. Việt Nam mình là vần V, thành ra nó nằm phần cuối. Khi mà Huyền My mặc cái bộ trang phục của tôi nặng gần mấy chục ký thì tôi cũng phải thán phục rằng là cô mặc đợi gần một tiếng đồng hồ và rất là mệt mỏi, thậm chí là muốn là ngất ở sau sân khấu. Với 20 năm trong nghề cùng quá trình nghiên cứu, sáng tạo, thương hiệu áo dài Ngô Nhật Huy đã trở thành cái tên quen thuộc cũng như giúp nhiều người đẹp mang vinh quang về cho đất nước khi tham gia các đấu trường nhan sắc.